Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là trong một lần con làm công quả tại chùa khi đang bê đồ vào nhà tổ, con vô tình bước qua quyển kinh, à, bước qua quyển cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do một em bé đọc rồi làm rơi. Khi bước qua con mới ngoái nhìn lại. Con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi tội của con có nặng không? Phải làm thế nào để tiêu tội lỗi đó con đã gây ra? À, cái này chúng ta thấy, cái này gì? cái này chắc chắn là không có tội, chỉ có lỗi thôi. Vì sao? Vì mình có cố tình đâu, đúng không? Cái gì Đức Phật nói cố tình thì mới có tội, toàn không cố tình, đây gọi là có lỗi. Trường hợp Phật tử này gì? Do bê đồ đi vào trong nhà tổ để cất, nhưng mà vô tình không nhìn xuống dưới đất do gì có thể là tay bưng đồ nó chán hết mặt rồi cho nên bước qua gì bước qua cái ngưỡng cửa đó để không ngờ là ở, ở bên trong ngưỡng cửa đó lại có một cái quyển sách nói về cuộc đời đức phật thích ca mâu ni một em bé đọc xong em để rơi đó lúc quay ra thì ngoái lại mới gì mới nhìn thấy thì lúc đó thì nhìn thấy thì biết là mình có lỗi chứ không phải là có tội có lỗi là gì đây là vô tình thì gọi là có lỗi mà có lỗi thì sám hối là được thôi cái này chỉ cần đối trước ban Phật ban tổ mà xăm hối con tên là gì? Ngày tháng năm sinh để chỉ ở đâu? Tên con là gì? Phật pháp danh, Phật tử là gì? Đó, họ tên và pháp danh là gì? Để chỉ ở đâu? Con thì vì lúc đó làm cái công việc như thế như thế. À, vô tình bước qua cái quyển à, sách nói về cuộc đời Đức Phật như thế như thế. À, con nhất, con gì? Con không không cố ý gây ra những điều đó. Cho nên con biết đấy thì cái lỗi do là à, vô tình của con cho nên nay đối trước phật tổ đối trước tam bảo cho con xin thành tâm sám hối việc đó những cái lỗi ấy thế thôi thế là xong hoặc là mình có thể nói ra với một quý thầy đối trước mặt sư phụ của mình mình nói cái việc đó và sư phụ mình chứng minh cho ừ, cái việc không phải là con cố ý thì phật bồ tát cũng chẳng chấp đâu và vân vân thế là gì là hết cho nên phật tử này yên tâm đi nếu mà chưa sám hối được thì ngay hôm nay nghe giảng xong thì à, tối nay thì nữa lên sám hối trước ban Phật nhà mình được hoặc là ngày mai ra chùa sám hối cái việc đó được thì hết thôi rất đơn giản thôi vì đây là gì? là vô tình chứ không phải cố ý nhưng mình thấy có lỗi thì mình thấy ăn năn còn thấy chăn trở trong lòng thì cứ sám hối sám hối đắc ăn lạc nhà Phật nói sám hối đắc ăn lạc thì Phật tử này cứ nên sám hối để sám hối xong là ngày mai là trong tâm thấy rảnh rang thấy không bao giờ phải suy nghĩ về điều đó nữa